Rồi, hello anh trai Nguyễn Hợp. Rồi, giờ này đêm mai thì chúng ta cũng học xong rồi đấy. Ngày mai thì Toàn sẽ tri ân cho mọi người 4 đêm nha. Ok, bắt đầu vào đêm mai. Nói chung là dạo này cũng là không có gì hơn. Cảm ơn tất cả quý tấm lòng anh em thợ máy luôn đồng hành và ủng hộ. Thật sự làm việc không thời gian nghỉ luôn quý vị ạ. Một ngày cứ mười mấy 20 toa hàng. Như vậy là ok lắm rồi. Đang xếp hàng sư phụ, ok. Đấy, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người. Chào anh Kali, chào toàn thể anh em thợ máy. Đấy, chào mọi người. Thì đêm mai nhá, thì tất cả Điền Tuấn đã đưa lên cái Facebook rồi. Tuấn thần tạt tất cả anh em nào mua phụ tùng chưa vào trong nhóm thì kết bạn ngay nhá. Cứ kết bạn cái mình đưa vào trong nhóm tối mai. 4 đêm online không đồng để chúng ta cảm hứng về sơ đồ mặt điện, về xe phúc sắc điện tử Kenhin và ACG và phân tích dữ liệu trên máy. Cứ mua phụ tùng là tiếp tục online và tiếp tục có cái nhóm group đấy. Hy vọng rằng anh em gặp bạn bạn khó chia sẻ trong đấy, có nhiều anh em giúp nhau để cuộc sống này nó ok hơn. Mai 19:30 nằm trong nhóm, tất cả anh em vui lòng đọc chữ dùm em. Dạ, anh em chịu khó đọc cái comment em đã viết ở bên trên cái tường live ở trong cái nhóm. Hẹn anh em đêm mai lúc 19:30 phút đúng không ạ, trong cái nhóm để giao lưu ấy. Đấy, ngày mai em sẽ dạy trong cái nhóm đấy nha. Bằng ngay cái điện thoại đang live stream cho quý vị và anh em thợ luôn. Chia sẻ. Đấy, ok. Loay anh em cầm hai điện thoại lên. Ngày mai thì mình cứ giả vờ học như thế này, mình cầm hai điện thoại. Yeah, coi xem nó có nét hay không nha. Được không mọi người? Thì cảm ơn tất cả anh em tấm lòng, anh em ủng hộ quá nhiều đồ luôn. Thật sự ship không kịp. Ngày xếp mấy tục to hàng luôn anh em ạ. Rồi điện thoại nó khá là lớn, ok. Rồi anh em vào nhiều, like mạnh, like share nhiều vô. Le like share mạnh nhiều vô là ok hết rồi. Lại mua gì, lại mua gì, máy máy điện thoại quá nhiều mà mua gì nữa em trai, mua chết ăn luôn đấy. Mua chết luôn. Đây này, cái nhớt này thì về này ăn đại này, ăn lớn này. Ăn lớn ủng hộ 100 tip nhớt hộp số. Một thùng này tương đương sẽ là 48 tip. Thì anh sẽ lấy 100 thì em sẽ bỏ thêm 4 tip. Cái này ăn lớn ở Hồ Chí Minh nha. Nồi 125 150 bể độ nha. Rồi buji ăn làm cho luôn 5 hộp. Đấy, nồi của SH. Đấy, cái này ăn lớn ủng hộ. Rồi em cảm ơn anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành và ủng hộ Đi Tuấn. Cảm ơn anh. Đấy, rất nhiều đồ. Đấy, ghê không? Bữa nay mọi người uống gì toàn là Heineken không? Heineken không? Đấy, ăn này trong này thùng nhớt rồi linh kiện điện tử lung tung ở trong này nữa rồi hai cái nồi ốp lên đó. Không? Khá là nhiều. Đêm mai nha quý vị. Rồi nhớt có khoảng 48 thùng, anh em nào nhanh tay để chúng ta sở hữu mỗi người một thùng hoặc 20 tip hoặc 10 tip gì đó, mua bao nhiêu tip bán bấy nhiêu tip, mua một tip cũng bán nha quý vị. Một tip thì cũng ship. 5 thùng thì cũng ship. Đấy, anh trai để ủng hộ hai bó dây điện sườn cái đá này. Kiếm 50.000 cái đá. Ok, hai bộ dây điện sườn. Toa hàng nói chung là chạy liên tục nha anh em, từ chiều đến giờ đó. Nói chung là ngày nay đi hai toa nha anh em. Trưa một toa và chiều sáng mai người ta lại lấy. Sáng mai người ta vào lấy xong tiếp tục mình lại lên toa. Rồi tiếp tục người ta lại lấy hàng, cứ như thế. Rồi, ok. Đó, thấy không? Bia Heineken cùng đồng hành. Ơi, Heineken cùng đồng hành. Rồi, nồi thì anh em nào cần thì chúng ta vào comment nhá. Rồi, cái này đã xong, tí nữa em sẽ lau chùi và kít bì cho quý vị. Rồi, nồi này.
Đấy, có mấy chục bộ, tí nó sẽ kit bì cho anh em. Đó, ok. Rồi, nồi vi sờn K44 có 2 đến 3 bộ. Chào anh em. Đấy. Ok chưa? Bully mình ở đây thay khá là nhiều nha anh em. Đó, cứ vào cái là thợ trước, cái phẹt cái mình lại hư lại thay. À, thay ở đây bully mình không thiếu anh em ạ. Này. Đây. 110. Đó. Đây. Hư là hư ở như thế này. Bởi vì anh em mình làm nghề, anh em mình chỉ biết là thay nồi thôi. Đây. Được chưa? Đó, làm nồi này. Làm nồi là anh em sơ sót ở chỗ nào? Sơ sót là khi mà anh em không chịu lấy cái chụp này ra này. Đó, nó tiếng kêu này. Đó, khi lên ga nó có sẽ kêu rít rít nhỏ nhỏ này. Còn dây điện sườn Hoàng Cửu ơi, Zalo cho em đi. Nè. Đó, làm nồi anh em chỉ biết là thay dây loa và thay nồi lấy tiền người ta thôi. Đấy, anh em không làm cái này. Đó là thợ có tâm rồi. Để cho khách hàng nhanh thay bully. Đó. Được chưa? Đó, nhanh thay bully. Thì Đình Tuấn cảm ơn những anh em. Đó, cứ anh em cứ phát huy như vậy là mình lại thay được bully. Đó. Có bán bu gì luôn anh ơi. Cái thứ gì cũng có hết. Quốc Vương ơi, Hoàng Cổ, Zalo, tất cả anh em truy cập Zalo nếu mua phụ tùng nha. Rồi, mỡ chịu nhiệt nha. Đó, mỡ này khoảng 200-300 độ C này. Mua cái này để làm cho bully nè. Vô bi 6902 nè. Bi đũa nè, làm chén cổ nè. Tuyệt vời con cú mèo nha. Đó, một hũ này 500g. Anh em năn tay nha, mỡ chịu nhiệt nha. Ơi, cái này tuyệt vời nè. Ok, 250k một hũ nha anh em. Trời ơi, rất lợi cho anh em nha. 250k một hũ mỡ chịu nhiệt nha. Bán ngang với công ty Minh Phong luôn. Đó, anh em mua ở đâu thì cũng mua. Mua thì Tuấn cũng được, mua ai cũng được. 250k một hũ mỡ chịu nhiệt. Để bỏ vào trong này, tuyệt vời cú mèo. Đây, mỡ chịu nhiệt đã có hàng. Anh em nào mỗi người sử dụng một hũ đi nào. 250k một hũ mỡ chịu nhiệt. Vui lòng truy cập vào Zalo. Bật thêm cái điện cho nó sáng lên. Chia chia. Đó, Zalo số này nha anh chị. Ô xịt kê. Mỡ chất lượng bảo hành cho quý vị luôn. Cái này mà vô vào Bibuli thì tuyệt vời con cú mèo luôn. Đó. 250k một hũ. Không bán lẻ anh em, bán một hũ 250k. Anh em nào yêu thì vào bờ. Rồi, vào bờ anh em ạ. À. Rồi, dây điện 450 và 500 tùy theo loại. Rồi, lít 2022 giá 450k một bộ dây điện mới leng keng. Anh em nào về nhà muốn chinh phục FI. Thứ nhất là chinh phục, thứ hai bán rắc khi mà chuột cắn. Ấy, ok, chỉ còn vài bộ nữa thôi, anh em chuẩn bị comment. Comment, comment. Chào anh Tuấn và anh em, cảm ơn anh Văn Thọ xe điện. Giờ này đêm mai chúng ta vừa kết thúc FI xong. Nhân tay, hôm nay sếp phấn khởi thế. Hoàng Củ, Củ Hoàng, em một hũ mỡ chịu nhiệt, mỡ chất lượng 250k một hũ. Rồi. Rồi, và anh trai này tiếp tục ủng hộ hai bộ bơm nước bảo đảm với anh em xài tuyệt vời, là tuyệt vời luôn. Bơm nước anh em hàng chất lượng, mang lại đỉnh cao cho anh em thợ máy, giá 300k một bộ. Ôi, đây. Rồi, ok chưa? Dây điện xe gì vậy Tuấn, của Vision 2021 và lít của 2022? Đây, Vision 2021. Vision 2021 combo một bộ như này giá 500k.
quý vị và anh em mua về ủng hộ, thứ nhất nghiên cứu, thứ hai là không bao giờ để chết IC, thứ ba để làm gì, để bán rác khi xe mang vào ở trạng thái chuột cắn. Dây điện xe gì đó, anh em cần cái gì thì cứ hỏi. Thế đồ làm lại xăng có chưa, thứ tư mới có hàng. Xin lỗi anh em, đồ làm lại xăng lúc này đang quá tải, đang quá tải. Thứ tư lúc này mới có hàng về. Đấy, những anh em nào rồi nhớ hộp cầu 23.000 một típ. Anh em mua một típ cũng bán, mua một thùng cũng bán, mua 10 thùng cũng bán. 20k một típ, nhớt có nano, chất bảo vệ, massage cho tất cả bộ nhôm lắp. Và đồng thời nhớt này có cấp nhớt sẽ rất đặc, 85W140, nitơ 120mm, dung tích 120mm. Tuấn giỏi, cảm ơn tất cả anh em thợ máy luôn luôn đồng hành và ủng hộ. Nồi niêu song chảo, anh em nào cần cái gì thì comment. Rồi lao đề giá 75k một cục, vừa rồi mua 65k, tiền ship há mồm, bán vừa rồi huề vốn, quên không xem toa, lỗ tiền ship. Rất mong anh em thông cảm. Vừa rồi anh em nào mua đợt trước thì chúng bán, đi Tuấn mua 65k tiền ship về đây nặng quá, gần 70k bán 75k. Lao đề được bảo hành cho anh em, đúng là bao lỗi lầm, giá 75k một cái lao đề của những dòng xe lít A Black, đúng không ạ? Lắp chung Vision, nói về lao đề của Honda lắp chung giá 75k một cục. Ok. Đang Nguyên Phạm, xin chào anh trai. Tất cả anh em thợ máy cần cái gì thì comment, khá là nhiều đồ. Rồi B6902 được mang thương hiệu cho anh em hai mặt pit để anh em vô cái mỡ này lắp vào thì bao phê, đúng không ạ? Ổ bi này sẽ bền hơn, giá 27k một ổ. 6902 có hai mặt pit, giá 27k một ổ. Anh em nào cần thì ủng hộ 10 ổ 250.000 về nhà, 270.000 về nhà đóng 2 viên bi. Lúc này chúng ta còn thừa được 8 viên bi. 8 viên bi lúc này chúng ta còn dư vốn, hãy bỏ vào bùng binh để sau này ủng hộ phụ tùng. Thank you. Máy kiểm tra CKB, ECM nói chung là đầy đủ cho quý vị. Máy motoscan, smart tool nói chung là fill cho anh em. Khi nào có bộ dây AB và SH lấy hai bộ, truy cập vào số điện thoại, đường hotline hoặc là Zalo 0909 7 55 93. Cảm ơn tất cả anh em thợ máy. Rồi đêm nay em có con Smart Tool 3 chuyên remap mở tour và đồng thời off chức năng tất cả hệ thống khóa bảo mật Smart Key cho tới Vet 3. Anh em nào đêm nay mua tặng quà liền tay cho anh em, quà khủng luôn, giá lại cực chất. Smart Tool 3 chuyên sinh ra để mở tour remap off Smart Key, off IMO của Piaggio Vet 3, đúng không ạ? Đọc phân tích dữ liệu trên tất cả những cái dòng xe của Honda, giá cực kỳ hấp dẫn, tặng ngay phần quà liền tay. Đêm nay anh em nào chốt để cho remap mở tour giá rất rẻ và bình dân. Smart Tool 3 luôn luôn đồng hành cùng quý vị. Tay nhất thế mở ra mất công, anh em lại tưởng là nhất. Đây, màu vàng, màu cam. Đấy, chuyên sinh ra để remap of Smart Key, đúng không ạ? Đang là bảo mật, chúng ta xuống không còn bảo mật nữa. Lúc này chúng ta chỉ cần nối tắt điện sau khóa là lúc này ECM sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ khởi động lật đề. Giờ đêm nay ai mua nhận ngay phần quà cực hấp dẫn, cực hấp dẫn cho quý vị và anh em thợ máy. Like và chia sẻ, cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành. Xem cảm thấy thú vị và hay cho Đình Tuấn một cái chia sẻ.
bất kỳ cái nhóm nào, hội viên nào quý vị yêu thích. Đêm mai chúng ta sẽ học nhau về phu sang điện tử 4 đêm, tri ân cho toàn thể anh em thợ máy. Ngày mai hãy chịu khó xem và học, chúng ta sẽ làm như Địch Tuấn, các bạn sẽ thành công. Sướng không? Mua phụ tùng có người bảo hành lại được học online free miễn phí không đồng. May mới nha anh em. May mới, may mới. Rồi, nhớt nano 23.000 một típ, anh em về nhà thay bao nhiêu tiền đó tùy theo vùng miền và mặt bằng chi phí cho cửa hàng. 23.000 một típ có nano, vừa rồi anh em nào đặt hàng thì comment nhanh, mỗi người 2-30 típ, 50 típ, 10 típ. Thêm mô tô có tên em chưa, tên gì mô tô? Ok, ok, ok. Đúng không? Mua ngay, nhận ngay phần quà. Mua ngay, nhận ngay phần quà đêm nay. Mở chịu nhiệt 250 qua. Quý vị và anh em hãy chịu khó truy cập vào cái Zalo, mỗi người làm một hộp. B6902 được bảo vệ tới hai mặt pip. Hai mặt fit. Hai mặt pip. Rồi, kèm theo cái mỡ này nữa thì tuyệt vời quý vị. Bớt gạo gạo, xào xào, bắn sau khi quay xe, xào xào, gạo gạo, đủ các kiểu, tiếng kêu. Học online, anh truy cập vào Facebook. Anh em nào học online, truy cập vào Facebook. Rồi, BK44, anh em nào cần thì lắp vào những dòng xe AB, nổ máy im thì thầm, comment. Mỗi người khoảng 5 đến 10 bộ, tương đương sẽ là một bì này 10 bộ. Anh em lấy bao nhiêu bộ thì chỉ cần comment Tuấn ơi cho 2 bộ. K44 hoặc là 110 hoặc là 125. Giá ok, bao cho mọi người chạy. Bì các kiểu. Bì côn kẹp trượt của tất cả những dòng xe 110. Vision K44, 125. Ok. Bi giá sao ăn 27k một viên, được bảo vệ tới hai mặt pitch. Online anh truy cập vào Tuấn Tật Đạt thêm mô tô, nếu anh em nào chưa vào trong cái nhóm. Rồi, cần cái gì đêm nay thì quý vị hãy truy cập dây điện, máy smartwatch bar, bộ bơm nhớt, bơm nước, sorry, bộ bơm nước cho tất cả những dòng xe điện tử nhớt nano, Bicon 110, 125, Bully, mỡ chịu nhiệt, bi đúa, và rất nhiều những sản phẩm. Về nhà đóng bụng cái ăn ngay. Rồi, còn bi một mặt pit giá 25k. Một mặt pit 25k, thêm một pit nữa 27k. Rồi, quý vị chỉ cần nhấp cái số điện thoại này vào trong Zalo. Tuấn ơi, lấy cái gì cho cái tòa? Trời ơi, tòa hàng mọi người ơi. Tòa hàng. Tòa hàng giờ không kịp nữa rồi anh em ơi. Nè. Trời ơi, chỗ này chắc phải 50 tòa. Trời ơi, không kịp. Hết đồ giao cho mọi người luôn. Chỗ này chắc phải 50 đơn nữa này. Nè. Toàn lấy tờ lịch lên tòa không? Để lên app. Rồi, ăn này Huế mộng mơ. Ủng hộ áp bơm 201 giá 608, một kiểm tra CKB 1 triệu, tặng kèm theo quyển chân IC. Ok, ghi vào đây không quên. Rồi. Tặng tài liệu ECM. Ok, đó, thấy không? Công dài giá cả cho quý vị luôn, có cái gì đâu phải giấu. Rồi, ăn chay này. Mua 5 lít tẩy lốc giá 450k, 2 cục IC Vespa 700 tương đương sẽ là 1.150.000 Việt Nam đồng. Dưới này bao la nữa này đó. Ôi giời ơi, quá trời tòa luôn quý vị ơi. Mua đồ bao chất lượng lại được học online miễn phí, còn cái gì bằng. Có hàng 18 cộng không sư phụ. Thêm ô tô không có. Tay ga Xuân Dần ủng hộ bộ giả lập VS. Mẹ bán VS này lỗ thật sự. Bán VS này bị lỗ rồi quý vị ơi. Đâu.
Đây. Cái này bán 200k là lỗ. Ok, xả hàng bán luôn cho quý vị nào nhanh tay đúng không ạ? Thiết bị kiểm tra ABS và VSS giá 200k đêm nay. Khui tem luôn. Cái này bán lỗ rồi. Đây. 200k thiết bị kiểm tra cảm biến ABS và VSS bán xả hàng 200k đêm nay. Quý vị nào nhanh tay, mỗi người bỏ ra một tờ mệnh giá 200 polymer Việt Nam đồng để sở hữu ngay thiết bị. Đó, 200.000. Ok, tay ga Xuân Dần. Ngày mai ăn tặng cho tay ga Xuân Dần quyển chân IC trắng đen. Đúng không ạ? Của toàn tập 2022. Mà bán đã lỗ rồi, tặng theo quyển chân IC này nữa. Ok, Zalo. Zalo đi quý anh em ạ. Rồi lao đề giá 75k một cục về nhà thay 350, lúc này chúng ta sẽ có lợi nhuận 280k. Quý vị nào nhanh tay lao đề đúng không ạ? Có thể là nó đề ra nó không lao vào, lao ra không lao vào, giá 75k một cục motor đề. lao đề. Ok. Yo. Rồi, cái này hôm nay cũng xả hàng cho quý vị luôn, đồng giá 350k. Thiết bị kiểm tra tất cả giá trị cảm biến VSS sensor và đồng thời đồng hồ báo xăng với tất cả hệ thống FI trên xe phun xăng điện tử, giá 350k, bán xả hàng luôn nha quý vị. Ồ, hàng tồn nhiều quá, bán lỗ luôn, bán xả hàng luôn. Đó, ok. Hai cục này giá 550k nha anh em. Đêm nay, hai bộ này 550k. Đúng không ạ? Hàng xịn sò, bền bỉ, châu bò theo năm tháng. Gửi em bộ kiểm tra ABS, ăn truy cập vào Zalo giùm em. Cảm ơn quý vị. Đây, Zalo mới chịu nhiệt. Mỡ chịu nhiệt B6902 Zalo em để xa đây một tí. Hy vọng rằng anh em nhìn thấy cái chữ Zalo. Cảm ơn. Đây. Đây một ăn lớn này ở Hồ Chí Minh lấy nồi trước của SH 5 bộ. Được chưa? 10 bộ của AB 125, 10 chén bi 110 bẻ độ, nhớt hộp số 100 típ, buri ngắn 3 hộp, buri chân dài 2 hộp. Thì anh em biết rằng chỗ này bao nhiêu tiền. Cảm ơn ăn lớn. Rồi, tiếp tục. Bùi Liện cho mình một bộ dây điện lít 2022, một hộp mỡ chịu nhiệt, bơm nước ok ăn chay. Chỉ cần nhanh gọn như vậy là chúng ta sẽ có toa vào đêm nay. Đúng không? Một cái comment cực kỳ đơn giản, chỉ cần chúng ta có khoảng vài chữ viết trên tay, chúng ta nhận ngay toa hàng. Đó. Thank you. Cái gì đây? Em chốt nghe anh. Gì đây? Anh gửi em ABS 200k. Rồi 4 gì? 4 cái buji, 2 dài, 2 ngắn. Chai nước tẩy lớp nhỏ. Ok. Rồi cũng cố thì gắng đọc cũng sẽ ra. Thank you người anh em. Tiếp tục. Em chào anh. Em làm phiền anh chút được không? Anh ơi, anh có phải cân của này không? Em đang có nhu cầu mua hỏi cân của anh. Ồ, anh chưa hết tiền, em thông cảm. Không thể nào mua cân của anh được. Cảm ơn, thank you em. Đấy. Cân. Mua cân bán được mấy triệu. Mẹ mất uy tín. Rồi, đấy, tất cả anh em nào ok thì comment inbox để chúng ta được những toa hàng sớm nhất đêm nay. Nhớ nha, lao đề mua bi sườn, nước tẩy rửa cạn hết rồi anh em ơi. Đêm nay khoảng 3 giờ sáng mình mới lấy tẩy rửa. Nước tẩy lốc máy ở bên ngoài giá 60k một hũ này nha anh em. Về nhà có thể pha 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. Nhiều cái xe nào lốc đẹp thì chúng ta có thể một chai này pha ra được 5 chai nước lọc nha, nước lặn đấy. Còn những cái xe mà ở trên núi châu bò thì chúng ta sẽ chơi 1:1 luôn. Ok, cái này sẽ là nước tẩy lốc ở bên ngoài. Còn cái này nó sẽ là đặc trưng nước tẩy lốc ở bên trong.
đấy, trong ngoài hoàn toàn nó sẽ khác nhau cho quý vị. Đấy, rất mong anh em thông cảm. Hãy chịu khó xem những comment, xem những cái gì thì Toán đang giới thiệu cho anh em. Cái này nước tẩy lốc ở bên trong là ở trong, bao gồm là động cơ có nhớt. Còn cái này sẽ tẩy lốc ở bên ngoài, giá 60k một hộp. Về nhà có thể pha trộn đủ các kiểu, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Ok. Rồi, tài liệu đêm nay ở đây còn vài quyển chân IC của 2021. Anh em nào mua, ok, mình tặng luôn nhá. Mua phụ tùng, tặng luôn, ok. Chia đều ra mỗi anh em một cuốn nhá. Chia đều ra mỗi người một cuốn, một quyển nhá. Đấy. Một quyển, mỗi người chia đều ra một quyển. Rồi, ít nữa mình sẽ photo cái này, tiếp tục mình tri ân tặng cho mọi người luôn nhá. Về gì APS. À, APS. À, cái này Smoky. Rồi, để ngày mai mình photo ra, mình tiếp tục mình tặng cho anh em nha. Đấy, cái này là chúng ta làm thủ công tất cả những hệ thống khóa. À, còi kêu to, kêu nhỏ, thêm chìa, ọp chìa, thay SU, thay IC, vân vân. Rồi, ngày mai chia sẻ, tặng luôn cho quý vị. Rồi, làm lợi xăng đây, kế tiếp sẽ đi photo tặng cho quý vị, đúng không ạ? Những cái quyển công thức làm lợi xăng trọt ngoáy tá là thích ngoáy chỗ nào thì ngoáy. Cái này để dịp sau chuẩn bị nổ tung về thần y làm lợi xăng. Rồi, những que trọt này kế tiếp sau nhóm học FI này nó sẽ tới làm lợi xăng. Và kế tiếp những cái que này sẽ bán cực rẻ cho quý vị nha. Inbox, inbox, thần y làm lợi xăng. Đọc tí rát cổ luôn quý vị ạ. Đấy. Ok. Để em bộ Văn Thọ xe điện Zalo. Zalo cho em. Rồi, buổi live stream mình đếm đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em buổi tối nay vui vẻ. Bắt đầu mình lên toa và để mình đi ngủ, mình xếp toa cho anh lớn cái đã. Anh lớn này anh chơi ghê thật. Anh lớn này anh bạo nồi luôn mà. Gọi là anh bão về nồi luôn. À. Đấy, tay ga này tự nhiên này, thay tiếp nhất học số này, nó rẻ này. Lợi nhuận còn hơn cả vá lốp, không tư vấn cho khách hàng. À, nhất đại bàng tung cánh bay, bay về một phương trời nào đó. Thì anh em nào cần thì comment ủng hộ. À. Được chưa? Đấy, cái này bán chắc từ đây tới Tết. Để đây live stream cho anh em hàng ngày luôn. Đấy, nó sẽ vơi xuống dần dần. Yeah. Ngày nay bèo gì cũng 8 thùng ra đi rồi. Còn 40 thùng nữa. 40 thùng nữa thì cho khoảng 1 tháng nữa thì cũng bay. Rồi, anh em nào 20-30 tip thì comment. Đây, thùng này thùng lẻ. Bởi vì một thùng nó 48 tip. Nhưng anh này lấy 2 thùng 96 và cộng thêm 4 là 100 tip. À, ok. Rồi thôi em lại lên toa đây. Toa nhiều quá. Rồi em lên toa đây anh em ạ. Lên toa em trả người ta toa. Chỗ em nó kín hết. Rồi. Ngày hôm nay em like tới 4 lần like luôn, ghê thật. Đấy, tất cả anh em kết bạn vào cái nhóm này này, mai nhóm này học. Rồi, kết bạn mặn vào vào nhóm, nhắn tin nữa. Alo Tuấn ơi, vào nhóm nhá. Đúng là mỗi ông này không đọc chữ này. Này. Đúng không? Tất cả là những ông này không chịu đọc chữ. Ông Quốc Vương cho em vào nhóm nữa ăn. Ông Phan Ti Pham, Phan Tai Pham, xin một mé nhà, xin một vé vào đi người anh em. Tiếp tục ông
Ông gì ở đây xin một vé. Cái này tất cả những ông đã trong nhóm rồi còn xin cái gì nữa. Những ông nào vào trong cái nhóm này thì ngày mai chúng ta sẽ được học, không cần phải xin. Ở đây chúng ta không có gì phải cho nhau mà phải xin cả. Ở đây tôi đã viết một cái comment khá là rõ bằng tiếng Việt. Hẹn quý anh em đêm mai 19:30 ngày 13 tháng 9 dương lịch. Anh em tập trung vào nhóm này học nhé. Học ở nhóm này luôn anh em nhé. Bởi vì anh em không chịu đọc chữ nên khi chúng ta được vào nhóm rồi chúng ta lại xin vé. Vé đi massage hả mọi người? Vé gì nữa? Vé đi cầu bà Di hay là đi massage? Ok. Có rất nhiều ông trong này lại vẫn phải đọc. Rồi ông Đức Ninh Mô Tô, ông bảo ước được vào anh ơi. Ước vào đâu nữa? Đúng không ạ? Vào tâm hồn của em hả? Đấy. Nên tất cả cái gì bài đăng của tôi viết hoàn toàn nó bằng tiếng Việt. Anh em chịu khó đọc một chút xíu. Cảm ơn mọi người. Cũng là anh Đình Tuấn phải không? Ok. Đấy. Rồi bye bye mọi người. Sư phụ, úp em vào học nhé. Ok, úp em vào học. Úp. Ông này là tiếp tục hỏi cho xin một suất vé, xin cái gì nữa xin. Ở đây chúng ta chẳng có gì phải xin nhau cả. Cái này là Đình Tuấn tri ân mọi người. Thế thôi. Mọi người mua phụ tùng thì mình tri ân cho mọi người. Rồi. Thank you.